Một nửa tỉnh Quý Châu cháy rừng, nhà cửa bị thiêu rụi, chính quyền che đậy thông tin. Cháy rừng đã bùng phát ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc suốt 5 ngày qua và lan ra gần một nửa tỉnh này, khiến người dân địa phương lâm vào cảnh khốn cùng. Nếu bạn chưa biết, thì Quý Châu có diện tích hơn 176.000 km2, tương đương đến hơn nửa diện tích Việt Nam, hơn 331.000 km2. Một lượng lớn video lan truyền trên mạng cho thấy, do ngọn núi bị cháy nối liền với ngôi làng, nên hỏa hoạn đã thiêu rụi lượng lớn nhà cửa, gia súc. Nhiều dân làng mất nhà chỉ sau một đêm, khóc không ra nước mắt. Video từ huyện Trấn Ninh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu cho thấy, núi đồi địa phương ngập trong biển lửa, thắp sáng nửa bầu trời. Nhà cửa bị thiêu rụi trơ khung, lính cứu hỏa chỉ có thể nhìn lửa mà thở dài. Trong một video, khu nuôi lợn của một người dân ở Quý Châu đã bị thiêu cháy, hơn chục con lợn bị thiêu chết, một người đàn ông đang kêu khóc. Một video khác cho thấy, đám cháy đang lan rộng trên một ngọn núi ở Quý Châu. Người dân địa phương bất lực chỉ biết nhìn những ngôi nhà trên núi bị nuốt chửng trong biển lửa. Có kênh truyền thông cá nhân cho biết, khắp nơi Quý Châu đều có núi. 5 ngày sau khi cháy rừng lan rộng, đã có hàng trăm điểm cháy và một nửa tỉnh Quý Châu đang bốc cháy. Dù có dồn mọi nỗ lực cứu hộ, cũng không thể đối phó với tình trạng cháy rừng liên miên. Chỉ có thể mong trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc chỉ đưa tin rời rạc về vụ việc này, khiến người dân tưởng rằng chỉ có một số địa điểm bị cháy và ngọn lửa đã được kiểm soát. Cụm từ cháy rừng Quý Châu vẫn không xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Thay vào đó, các tin được đẩy lên bảng đầu là mối tình giữa thầy giáo và học sinh ở Thượng Hải, một ngôi sao nào đó đã giảm cân thành công, một ngôi sao nào đó mắc bệnh S và các tin tức giải trí khác. Có không ít cư dân mạng Trung Quốc nài xin, đừng vùi dập tin ở Quý Châu nữa. Ngày càng nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã biết được sự thật về vụ cháy rừng và cáo buộc chính quyền đang thao túng dư luận về dập tắt tình cháy ở Quý Châu mà chuyển hướng chú ý bằng những tin nhảm nhí. Nhiều tài khoản Weibo đã đăng video liên quan và bình luận rằng người dân Trung Quốc lẽ ra phải có quyền tối thiểu được biết chuyện gì đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Hiện tại, truyền thông nhà nước Trung Quốc mới chỉ đưa tin về cái chết của hai lính cứu hỏa. Tuy nhiên, rất khó để ước tính số người thương vong trong khu vực thảm họa. Thiệt hại về tài sản là không thể đo lường được.